mỗi khi có nhu cầu mà không có người bạn đồng hành đáp ứng thì các nàng sẽ làm gì? Chắc hẳn phần lớn chị em sẽ đều tìm cách tự yêu mình. Đây là vấn đề hoàn toàn bình thường, nhưng bởi sự nhạy cảm của nó mà không nhiều chị em dám chia sẻ. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cởi mở chia sẻ với các nàng về kỹ thuật tự yêu mình để dễ đạt được cực khoái ở nữ giới. Chắc chắn là sau khi xem video này thì các bạn có thể bỏ túi cho mình những tips vô cùng hay ho và thú vị. Trước hết, bạn cần hiểu đúng cách và đúng nghĩa về thẩm du ở nữ giới. Nó là cái gì? Thẩm du ở nữ giới là hành vi phụ nữ tự kích thích phòng ban sinh dục hoặc các điểm nhạy cảm trên cơ thể để đạt được cực khoái. Đó, hay còn gọi là cảm xúc cao trào khi quan hệ tình dục. Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, thẩm du có gây hại không? Vốn dĩ, điều gì làm nhiều quá cũng không tốt, nhưng khi làm một cách chừng mực và đúng cách thì đây sẽ mang lại rất nhiều lợi ích mà nàng không thể ngờ đến. Đầu tiên, thẩm du rất tốt cho sức khỏe tinh thần. Nó khiến cho tâm trạng thoải mái, giảm căng thẳng và trầm cảm, tăng khả năng tập trung hơn trong công việc và giúp tâm trí thư giãn hơn rất nhiều sau những ngày làm việc căng thẳng. Đó là lý do tại sao mọi người thường cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau khi làm chuyện đó, kể cả khi không đạt được cực khoái đi chăng nữa. Không những thế, tự yêu mình còn giúp nâng cao chất lượng về giấc ngủ. Nó giúp cho đời sống tình dục của nàng được thăng hoa hơn. Và đặc biệt, khi tự yêu lấy mình, phụ nữ sẽ khám phá ra được rất nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể để cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của mình hơn và nâng cao chất lượng đời sống tình dục. Ngoài ra, việc yêu lấy mình trong ngày đèn đỏ sẽ giúp chị em giảm cơn đau bụng và đau lưng hiệu quả. Đặc biệt là khi mang thai, không thể quan hệ, chị em lại có thể tìm đến đây để giải quyết nhu cầu. Việc tự yêu mình như vậy cũng có thể làm giảm bớt các triệu chứng căng thẳng khi mang thai, chẳng hạn như đau lưng dưới hay là các triệu chứng chuột rút. Vậy tự yêu mình như thế nào để các nàng dễ lên đỉnh? Trước tiên, nàng phải biết cách sắp xếp môi trường xung quanh mình. Hãy đảm bảo rằng không để bất kỳ điều gì khiến nàng sao nhãng lúc tận hưởng những giây phút riêng tư. Nàng hãy lau dọn sạch sẽ căn phòng hay những thiết bị dùng để nhập cuộc, hạn chế vi khuẩn gây viêm nhiễm cho cô bé. Có thể cắm một bình hoa thơm ngát, đốt nến thơm trong phòng hay là đu đưa trước một điệu nhạc đều là một phương pháp hay để thả lỏng và sẵn sàng khám phá cơ thể của mình. Chị em cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho màn dạo đầu. Cách để nàng nhanh lên đỉnh là hãy tự khơi gợi trí hình dung của mình bằng cách đọc truyện, xem phim hoặc là nghe sách nói về tình dục. Điều này cho phép nàng khám phá tình dục một cách an toàn và gợi mở hơn rất nhiều. Đến đây thì nàng đã tò mò hơn về kỹ thuật tự yêu mình là như thế nào chưa? Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói về kỹ thuật kích thích âm vật. Nàng hãy kích thích nhẹ nhàng vào âm vật của mình. Âm vật nằm giữa môi to và phía trên âm đạo. Tuy với kích thước rất nhỏ nhưng nó là nơi hội tụ phổ biến những dây thần kinh nhạy cảm nhất. Điều này giải thích tại sao hầu hết chị em chúng ta đều lên đỉnh khi tự thủ dâm bằng cách cọ sát vào âm vật. Nàng cứ mát xa nhẹ nhàng rồi dùng ngón tay lướt xung quanh phần thành môi của cô bé. Nàng có thể xòe ngón tay trỏ và ngón tay giữa thành hình chữ V rồi trượt lên, trượt xuống kế bên thành âm vật, hoặc cũng có thể chuyển động ngón tay nhanh và mạnh hơn khi âm vật đang ẩm ướt. Nếu ngại mỏi tay, nàng hãy thử sử dụng máy rung chạy lên chạy xuống cô bé để xem hiệu quả có tốt hơn không nhé. Hãy đảm bảo rằng cô bé đủ ướt át để tránh ma sát mạnh khiến cho cô bé đau hơn nhé. Hãy nhẹ nhàng chuyển động ngón tay theo vòng tròn, đưa ra, vuốt vào, đan xen nhau và tăng tốc độ khi mà bản thân đã quen hơn rồi nhé. Nếu các nàng muốn có một trải nghiệm khó quên, nàng có thể thử kích thích âm vật và âm đạo cùng một lúc. Sử dụng cả hai tay hoặc là đi kèm với phụ kiện yêu để kích thích. Cứ từ từ khám phá cô bé, ngón tay thì chuyển động nhanh trên âm vật và đồ chơi thì xâm nhập vào bên trong. Dùng tay cọ sát, kéo mạnh, véo nhẹ hay là thử các món đồ chơi khác nhau để xem cái gì mang đến khoái cảm thật sự cho nàng nhé. Và đâu cần chỉ xâm nhập mới mang lại khoái cảm cho nữ giới, có đúng không? Ngoài phương pháp yêu bằng tay hoặc là đồ chơi thì nàng cũng có thể sở hữu những vật dụng xung quanh trong phòng mình có độ cứng và độ mềm khác nhau để tạo cảm hứng cho bản thân.
như tự yêu bằng gối ngủ hoặc là gối ôm. Nàng hãy kẹp gối vào giữa hai chân và bắt đầu cọ sát, ép vào đáy quần. Hay với một chiếc ghế thì sao nhỉ? Nàng chỉ cần chọn một dòng sofa bọc nệm và có tay vịn, rồi cưỡi lên nó và xoay qua xoay lại. Hay khi thẩm du với chính người bạn tình của mình, nàng có thể cọ sát cô bé vào đùi, đầu gối hay là mẫu máy rung được kẹp giữa hai chân của anh ấy. Lưu ý là để trải nghiệm tự yêu mình trở thành thú vị, nàng hãy mặc quần áo thật là mỏng, tha hồ sở hữu chất liệu lụa hoặc là cốt tông nhé. Thẩm du có rất nhiều lợi ích, giúp cho giải tỏa căng thẳng và hiệu quả. Chính vì vậy mà nó hay bị lạm dụng quá mức, dẫn đến việc nếu không thực hiện động tác này thì sẽ không chịu được. Bạn nên lưu ý một số điểm để có thể yêu mình đúng cách, tránh gây tác hại xấu đến cơ thể. Hãy thực hiện nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương cô bé và những bộ phận khác. Phải thực hiện trong lúc tinh thần cảm thấy thoải mái, tránh lo sợ bị phát hiện. Và nên sử dụng những tư thế khiến cho bản thân đạt được khoái cảm cao nhất. Và đặc biệt là cần kết hợp thẩm du với nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ để tránh phản tác dụng. Trên đây là các kỹ thuật tự yêu giúp cho nàng lên đỉnh. Và hy vọng là nó sẽ mang lại hiệu quả, giúp bạn có đời sống tình dục thăng hoa hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Mẹo vặt tình dục trên kênh Chuyện Đêm Muộn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.